Ông lão chưa chết đã đặt trước một tang lễ cho chính mình, còn mời tất cả người thân bạn bè đến tham dự, chỉ bởi vì ngày tổ chức tang lễ sẽ có chư thiên thần ma đưa tang cho ông. Như Lai Phật Tổ sẽ siêu độ cho ông, Diêm Vương phán quan giúp ông đầu thai, bầu trời đầy sao làm tiền giấy, thậm chí đến quan tài của ông cũng được cửu long bảo vệ. Hoa sen bảy sắc ở trên quan tài trấn áp khí vận, ở dưới quan tài long tổ thần phượng khóc thương, trước quan tài chính là binh mã của Tần Thủy Hoàng. Ông lão châu bò đến vậy, chính là vì ông bước vào một công ty di nguyện, vừa bước vào cửa quầy lễ tân đã vang lên một giọng nói. Chào ngài, xin hỏi ngài muốn chết như thế nào? Một chàng trai trẻ tuổi ngồi trên ghế chậm chậm mở mắt. Anh chính là ông chủ công ty này Lý Tinh Hà, đương nhiên anh còn có một thân phận mà không ai biết. Thời đại Hồng Mông anh từng cho bàn cổ mượn rìu khai thiên lập địa, còn từng nạn người với nữ oa, anh cũng từng trợ giúp Tần Thủy Hoàng danh chính thống nhất 6 nước. Nhưng sau khi anh trải qua vô số lần luân hồi mới hiểu được, lúc còn sống có được tất cả, sau khi chết lại không có gì. Lý Tinh Hà trở thành ông chủ của công ty này chính là vì muốn bù đắp di nguyện lúc còn sống của người đời. Anh chú ý đến ông lão ở trước mặt, sắc mặt của ông lão không được tốt, trên đỉnh đầu lờ mờ xuất hiện một cột màu đỏ như máu, tuy nhiên màu sắc của cây cột này càng lúc càng nhạt, điều này chứng tỏ tuổi thọ sắp hết. Ông lão này nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 ngày nữa. Không chỉ như vậy, Lý Tinh Hà chỉ liếc nhìn ông một lần đã biết được thông tin chi tiết của ông. Vương Thế Quốc 83 tuổi, năm 16 tuổi tòng quân, trải qua 30 chiến dịch lớn nhỏ. Tuy rằng Vương Thế Quốc may mắn sống sót, nhưng từ lúc đó cũng để lại bệnh cũ, sau khi xuất ngũ chỉ có thể ở trong nhà tĩnh dưỡng. Vợ ông đã qua đời vì bệnh từ lâu, con dâu Mã Tiểu Dung là giáo viên, về nhà lại làm chủ gia đình. Hôm nay ông bị Mã Tiểu Dung châm chọc mỉa mai ở bệnh viện. Ông giận dữ rời đi, mới ngẫu nhiên đi đến nơi này, tôi nhìn thấy biển hiệu ở bên ngoài, muốn vào đây tìm hiểu một chút. Ông Vương nói ra mục đích đến đây. Lý Tinh Hà đáp lại, chỉ cần ngài bỏ ra một khoản tiền, tôi có thể giúp tang lễ của ngài có một quá khứ thần bí. Đây là danh sách di nguyện của chúng tôi, mời ngài xem. Lý Thanh Hà đưa danh sách di nguyện vào tay ông Vương. Ông Vương nhìn thử, ánh mắt chậm chậm lướt xuống dưới. Nếu ngài đồng ý trả cho tôi 100 tệ, tôi sẽ sắp xếp một cơn mưa nhân tạo trong tang lễ của ngài. Hôm đó mây đen sẽ ùn ùn kéo đến, cả thành phố sẽ đổ mưa vì ngài. 100 người đàn ông áo đen, cầm dù đen, người đứng đầu là một ông lão mặc trang phục trung sơn. Vì ngài cúi đầu thật sâu, còn sẽ có một cô gái xinh đẹp gắng kìm nước mắt, mặc đồng phục màu đen, tình cảm sâu sắc nhìn bia mộ của ngài, khiến tất cả những người tham gia tang lễ đều nghi ngờ ngài có một quá khứ thần bí khiến người ta kính nể. Nhìn đến đây ông Vương kinh ngạc, 100 tệ đã có thể sắp xếp mưa nhân tạo cho tôi. Chỉ tính mỗi thứ này, đã phải tốn không ít tiền rồi nhỉ? Nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt ông trở nên do dự và đờ đẫn, khiến ông phải xem đi xem lại mấy lần, rồi ngẩng đầu nhìn ông chủ trẻ tuổi ở trước mặt, cũng không giống đang nói đùa, nhưng chỉ 100 tệ đã mua được nhiều phục vụ như vậy. Không biết có phải thật hay không? Ông nhìn Lý Tinh Hà, hy vọng anh có thể giải thích cho ông. Ngài Vương Thế Quốc, chuyện này không có gì để giải thích cả, tin tưởng vào năng lực của tôi là được. Nghe đến đây ông Vương liền kinh ngạc, một người xa lạ như cậu ta làm sao lại biết tên của mình? Cộng thêm lời giới thiệu danh sách di nguyện, ông Vương càng lúc càng cảm thấy, đây không phải là một công ty mai táng bình thường, ở dưới còn có phục vụ đặc biệt 1 vạn tệ, 10 vạn tệ. Ông cảm thấy giá tiền càng cao thì càng thần bí, còn có cả cửu long gì đó vì ngài nâng quan, trời sao thay tiền giấy hạ táng cho ngài, đều xuất hiện trong danh sách, nhưng ông chủ nhẹ nhàng nói ra tên của ông thì chắc hẳn những thứ này thật sự có thể thực hiện được. Nhưng sờ vào túi áo, ông chỉ mua được phần combo rẻ nhất 100 tệ, nhưng khi nghĩ đến chuyện có một cô gái xinh đẹp khóc thương cho ông, Vương Thế Quốc liền nghĩ đến cảnh con cháu mai sau sẽ nhắc lại chuyện này, cũng sẽ nhớ đến có một tổ tiên thần bí mà không phải một người bình thường. Ông lập tức thanh toán 100 tệ, ký tên của ngài vào bản hợp đồng này, đến ngày tổ chức tang lễ tôi sẽ sắp xếp. Cứ như vậy mấy phút sau, ông Vương nhẹ nhàng đi ra ngoài, mà ở trong công ty di nguyện, trong đầu Lý Tinh Hà đã xuất hiện một lượng thông tin lớn liên quan đến Vương Thế Quốc. Cuối cùng anh quyết định kết hợp với thân phận lão binh của Vương Thế Quốc tạo ra một tang lễ hoàn hảo dành riêng cho ông. Một lát sau, ánh mắt Lý Tinh Hà lạnh lùng như một thanh kiếm sắc bén quét ngang tất cả, khiến bốn phương tám hướng sợ hãi. Một âm thanh đến từ thần thức trong phút chốc vượt qua vạn giới, tứ đại điện dưới tay Lý Tinh Hà lập tức hành động. Tu La Điện, Thần Minh Điện, Long Vương Điện, Thiên Thần Điện vội vàng tụ họp lại với nhau bàn luận chuyện này. Ông Vương này sắp xếp thành Tu La đại nhân, hay là Long Vương Chí Tôn, hay là Chiến Thần Trấn Quốc? Thật ra quân thượng đã có quyết định từ lâu, đó chính là trong tang lễ của ông Vương biến ông Vương trở thành thiết huyết quân hồn được vạn người kính ngưỡng. Một ngày sau, ông Vương lại xuất hiện trên giường bệnh. Lúc này cả người ông đã cắm đầy ống tiêm, bệnh tình đã chuyển biến xấu đi, rất nhiều thân thích bạn bè kéo đến. Con trai Vương Trung đứng trước giường bệnh khóc không thành tiếng. Con dâu Mã Tiểu Dung vốn không muốn khóc, thậm chí còn muốn cười, nhưng nhìn người thân bạn bè đến đông như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cố làm ra vẻ che mặt khóc lóc. Nhưng chị dâu ở bên cạnh lại khác hẳn, giây trước vừa lạnh lùng, giây tiếp theo đã biến thành diễn viên chuyên nghiệp, khóc đến nghẹn ngào nước nở. Trên giường bệnh, lúc này thị lực của ông Vương đã mơ hồ không nhìn rõ. Bên tai vang lên tiếng khóc, ồn ào cả phòng, ông không ngờ đến, cuối cùng mọi người cũng khóc vì ông một lần. Lúc này bản thân đã sắp chết, ông cảm nhận rõ ràng, thì ra tử thần cách ông gần như vậy. Giờ phút hấp hối, khóe mắt ông ngấn lệ. Công ty di nguyện, sau khi tôi chết tất cả hy vọng đều nhờ hết vào anh. Cuối thu, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Trong nghĩa trang Bạch Tràng, người thân bạn bè biết được tin tức, cô bảy dì tám đã lần lượt đến nơi, thậm chí đến cả hàng xóm láng giềng đến chia buồn. Bia mộ của ông Vương đã làm xong,
ở gần với mộ của chiến hữu. Lúc này con trai Vương Trung vẫn đang khóc lớn trước bia mộ. Con dâu Mã Tiểu Dung đứng ở bên cạnh, hai tay cầm túi ni lông dùng một lần, luôn che mặt khóc. Thế nhưng điều khiến mọi người bối rối là cho cốt của ông Vương đã đi đâu rồi? Mọi người ồn ào nhìn xung quanh, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy hộp gỗ nhỏ nào. Không phải vẫn chưa hạ táng à? Người nhà cũng đến rồi, tại sao vẫn chưa thấy hộp gỗ? Đột nhiên một người có ánh mắt sắc bén nhẹ giọng thì thầm, liệu có phải là túi ni lông ở trong tay cô con dâu không? Ngay lập tức ánh mắt mọi người chuyển đến trên đôi tay của Mã Tiểu Dung. Mã Tiểu Dung nhìn túi rác dùng một lần ở trong tay, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn đến đây mọi người liền hiểu, thật không ngờ cho cốt của ông Vương lại đựng trong túi ni lông đựng rác. Vừa nghĩ đến đây, ông Trương cố nén cơn giận hỏi, con dâu nhà họ Vương, cô nói cho mọi người, trong túi đựng rác này có phải đựng cho cốt ông Vương không? Mọi người nghe thấy lời này lập tức nhìn theo, đựng cho cốt trong túi rác, chuyện kinh thiên động địa thế này, nhất định không được bỏ lỡ. Vì thế chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, người đến hóng chuyện càng lúc càng nhiều. Lúc này ông Trương đã tức giận trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Mã Tiểu Dung đang khóc lóc. Trong đoàn người, cũng có người nghe tiếng mà chạy đến hóng chuyện, liền hỏi, sao vậy, sao ông lão kia nhìn chằm chằm vào người nhà người chết thế? Nhìn cô nàng kia đã khóc đến như vậy, lẽ nào là bị ông lão kia bắt nạt? Thôi đi, ông lão kia chỉ đang tức giận, người nhà đựng cho cốt của người chết trong túi rác đấy. Không hiểu thì đừng nói bừa. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Mã Tiểu Dung cũng nghẹn lời trong chốc lát, bắt đầu ra vẻ ai oán đau khổ, chậm chậm gật đầu. Mọi người nhìn thấy mà không khỏi kinh ngạc, đờ mờ, cho cốt ông Vương thật sự được đựng trong túi đựng rác. Cô còn có mặt mũi mà thừa nhận, cô có còn là người không? Quần chúng ồn ào phẫn nộ. Ông Trương nghe xong, tức giận chỉ tay mắng thẳng, nhưng cho dù khiến quần chúng phẫn nộ, Mã Tiểu Dung vẫn không hề sợ hãi. Cô ta vừa tiếp tục che mặt khóc, vừa mặt dày giải thích, không phải như vậy, là con dâu, thật ra tâm trạng của tôi cũng như mọi người, nhưng đây hoàn toàn là ý muốn của cha. Ông nói iPhone vì bảo vệ môi trường mà không kèm sạc. Ông muốn làm dứt khoát đến cuối, đổi hộp gỗ thành túi đựng rác, vì vậy tang lễ của ông làm đơn giản hết mức. Cho dù Mã Tiểu Dung đã giải thích, nhưng vẫn không thể bình ổn cơn tức của mọi người. Nghe được những lời này, ông Trương tức đến không còn từ nào để tả. Ông gân cổ xông thẳng về phía Mã Tiểu Dung hét lớn, tuy rằng tôi và ông Vương không thân đến vậy, nhưng ít nhất tôi cũng biết, bình thường ông ấy luôn ăn uống tiết kiệm, ông ấy tích góp từng đồng là vì cái gì, còn không phải là vì để mấy người sống tốt hơn một chút à? Nhưng mấy người thì tốt rồi, ông Vương đi rồi đến hộp gỗ đựng cho cũng không mua, không mua nổi thì thôi đi, lại còn dùng túi đựng rác để đựng cho cốt. Khi Vương Trung nghe thấy ông Trương mắng chửi vợ mình, nhưng anh ta cũng không nói gì, vẫn quỳ trước bia mộ khóc lóc. Nhưng sau khi Mã Tiểu Dung nghe xong những lời này, lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, tiếp tục giả vờ đáng thương giải thích, nhưng chúng tôi làm như vậy cũng xuất phát từ lòng hiếu thảo. Cha là chủ gia đình, không ai dám không nghe lệnh của ông, vì vậy chúng tôi cũng chỉ bị ép đồng ý lấy túi đựng rác làm hộp đựng cho cốt cho cha. Tôi còn tận tâm chọn túi đựng rác là loại túi đựng rác phân hủy bảo vệ môi trường. Mã Tiểu Dung vừa khóc vừa giải thích, không hề sợ lớn chuyện, đồ đàn bà thối, tôi nói không lại cô, nhưng tôi cũng không phục cô. Như này đi, bây giờ tôi đi mua hộp đựng cho ông Vương. Mấy người cảm thấy tốn tiền, không sao cả, số tiền này ông lão này bỏ. Tang lễ tiếp tục, người đi viếng lần lượt kéo đến. Con đường rộng lớn ngoài nghĩa trang nườm nượp xe cộ, đột nhiên vài chiếc xe Việt dã màu đen chậm chậm tiến vào, rồi dừng lại ở cửa nghĩa trang. Vài ông lão bước xuống, tuy bọn họ đã ở trong độ tuổi mắt mờ chân chậm, nhưng đi đường vẫn rất oai hùng mạnh mẽ, lộ ra một cỗ khí chất đã từng đi lính. Những người này chính là chiến hữu của ông Vương. Nghe tin chiến hữu qua đời vì bệnh tật, bọn họ cũng không ngại, đường xa vạn dặm lái xe đến, chỉ để đứng trước mộ tưởng nhớ chiến hữu. Không khí bên phía Mã Tiểu Dung vẫn rất xấu hổ, nhưng vì những lão binh này bước vào mà đã phá vỡ bầu không khí đó. Sau khi hàn huyên một lúc, mới chậm chậm đi tiếp đến trước bia mộ. Sau khi nhìn thấy cái tên khắc trên bia mộ, nhóm lão binh liền rưng rưng nước mắt, nỗi buồn lập tức ập đến. Mà lúc này ở trên sườn núi gần nghĩa trang, một bóng người uy nghiêm đứng trong gió lạnh, anh khoác áo choàng quân đội chắp tay sau lưng, ngón trỏ đeo nhẫn vàng đen, càng thêm quý khí phi phàm. Tuy không làm động tác gì hay là nói ra lời nào, nhưng cả người từ trên xuống dưới đều tản mát ra một loại khí chất thần bí. Người này chính là Lý Tinh Hà. Anh quan sát tất cả động tĩnh trong nghĩa trang ở trước mắt, dường như tất cả mọi thứ ở trước mắt anh đều không thể trốn thoát, mà kế hoạch trong đầu anh cũng đã chuẩn bị thành công. Quân thượng có thể bắt đầu chưa ạ? Một giọng nói bất ngờ vang lên, người đứng sau lưng che dù cho anh chính là một thành viên trong chiến thần điện, võ an quân Bạch Khởi. Từ trận chiến Trường Bình, Bạch Khởi chôn sống hơn 40 vạn quân địch, từ đó Bạch Khởi thành danh, người đời xưng là nhân đồ. Cùng năm đó nhập chiến thần điện, phong hào sát thần, lúc này Bạch Khởi đã trở thành tử sĩ bên người Lý Tinh Hà, vì thế cũng trở thành khách quý trong mắt tứ đại điện. Lần này Bạch Khởi đến chính là vì nghe tin quân thượng bước vào trần thế, chuyện đầu tiên anh làm chính là tổ chức tang lễ long trọng cho một người phàm. Bạch Khởi không nói nhiều liền vội vàng đuổi theo, đã là ý chỉ của quân thượng vậy thì hắn sẽ lo liệu chuyện này, mỗi một lời nói và hành động đều không được qua loa đại khái. Bắt đầu đi, Lý Tinh Hà lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao, cuối cùng một màn kịch hay cũng đã bắt đầu. Vâng, quân thượng, giọng nói của Bạch Khởi vang lên. Ở trên đường cách đó 10 km, một chiếc xe màu đen xuất hiện, chính là dòng xe Rolls Royce đắt tiền. Người lái xe là một chàng trai trẻ tuổi đeo kính đen, người ngồi ở ghế phụ là một ông lão mặc áo trắng, tuy gầy gò như củi nhưng đôi mắt âm trầm của ông lại lộ ra sát ý từng trải. Ghế sau là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặc áo quần màu đen,
Dưới cặp mày lá liễu của cô, tràn đầy khí chất thanh lãnh cao quý, càng khiến người ta kinh ngạc là chiếc xe Rolls Royce đang chậm chậm lái về phương hướng đi đến nghĩa trang Bạch Tràng, mà sau xe lại truyền đến tiếng chạy bộ chỉnh tề. Nhìn lại thật kỹ, là một nhóm đàn ông mặc áo đen đang bám sát theo xe Rolls Royce, tất cả đều trật tự lề lối, mà những người thần bí này chính là để phục vụ cho lễ tang mà Lý Tinh Hà chế tạo riêng cho ông Vương.